Tôi dặn bà 5 cây 5 không, bà quất luôn 10 cái cây làm ăn ngon quá trời. Trời ơi, chưa có bao giờ tao nghe một cái cụm anh mà tao tức tới như vậy. Tức gung tay luôn nè. Đó, thấy không? Thấy không? Thấy không? Tức gung tay luôn. Tiếp tục, cái gì? Tới giờ chưa tắm hả chị? Trời đất ơi, đĩ này mày ngu quá. Không lẽ giờ tối mày tắm một cái rồi cái sáng ra mày thay cái bộ đồ. Chị đâu có đi chơi đâu, chị đâu có ngựa đụ như mày đi chơi đâu mà thay đồ này đồ kia. Đồ này tối chị ngủ nè, xong giờ chị mặc tiếp. Mày làm gì chị? Giống em sáng không rảnh thay đồ. Không, chị không phải là không rảnh thay đồ, chị không thích thay đó. Rồi sao? Cho em chiếc nhẫn được không Bi? Nhẫn thì nhiều người xin nè, nếu mà cho được chị cho từ lâu rồi, em không em xin hoài. Nhà em đại lý cám nào? Ừ, kệ đi mẹ em nha. Nhà em đại lý cám mà cám này chị mua 1 ký 50 ngàn nè, bên em bán nhiêu rẻ không? Rẻ chị qua chị lấy bên em luôn. Chị chửi em đi chị Kem KB, trời ơi, chị thấy cái avatar của em thành khẩn quá. Thôi chị chửi em câu nha, đĩ mẹ mày Thảo Nhi. Á, alo. Gì vậy trời? Ê, tụi bay đi Sài Gòn không? Tao hỏi tụi bay như không, hỏi tụi bay cũng trả lời như không. Nhưng mà tao vẫn hỏi nha. Ăn trước con lé bị hư. Đây nhắc tới anh chị cho em kể cho chị nghe câu chuyện nè. Mà hổm lên chùa của người ta, ta đi người ta bán cái sạp trên chùa lên. Ăn cắp đó rồi mới bị té xong nè. Đĩ này chưa nghe hả? Xong nhà đĩ này lanh quá. Đây này mấy chị biết làm sao không? Lên trên chùa hang á là đi dọc bãi cái lên cái cầu á là người ta sẽ bán sạp trái cây, sạp xoài gì đó. Cái người ta để xoài này 15.000 ký nè. Má tao chạy lại gì nè. Ê cưng, xoài này đây cưng lấy nhiêu à? Ở dưới chị bán có 5.000 bạc à. Không hỏi đây lấy nhiêu, hỏi gì nè. Ê cưng, xoài này ở nhà chị lấy có 5.000 ký nè, mà trong khi nhỏ để bán 15.000 ký nha. Xong cái tôi thấy chết mẹ rồi, không lẽ ăn giờ khó chửi hay sao? Không, nhưng mà bà dớt lại được câu sau nha. Cưng lấy không chị để ghẻ cho đó. Lấy không chị để ghẻ xong xong cái tụi tao ăn trái xoài này xong nè, đi dọc đường té xe lũi xuống sông luôn. Ôi, tại sao tụi bay không cười? Đáng lẽ là hút đó phải cười lên. Rồi nó vui chưa? Chào chị đại gia. Trời, chào chị đại gia mấy chị quá. Chị đại gia em, chị vẫn còn ngủ mùng nha em. Nè, mới tắm ra đó, cái nách còn dốt dốt nè. Cái nách còn dốt dốt nè. Tha lên cho em. Nó mát một cái thôi rồi, còn chị đâu anh ơi. Có con lấy trắng dương thôi. Đó, cứ xài hai bên cho em. Hết thăm con chim không? Bây giờ cứ muốn xài con chim phải không? Đây, tao coi mày như em ruột, tao chỉ cho mày. Muốn xài con chim thì cạo sạch lông chim cho chị. Cạo sạch hết lông chim luôn rồi chét cái này lên. Hết thăm hay không chị không biết, cái đó chị chưa xài, chị không biết, cái đó chị nói thiệt. Còn muốn xài thì cạo hết lông chim mới xài được nha cưng. Chị nói tiếng người đi. Sao mà trời ơi, sao là chị đang nói tiếng người đó. Tại mày á, mày mới đẻ mày không hiểu thôi. Mày con chó phải không? Mày con chó phải không? Bây giờ mày lên Google mày search cái tiếng chó đi. Chứ giờ chị nói tiếng vậy đó. Are you gonna give born to me? Do you ship to America? Không, America không ship đâu nhóc ơi. America chị không có ship. Mày kêu Mi gọi là phone. Mi phone cho bà già Mi. Mua đi rồi chị ship qua rồi cái Mi chị ship qua cho mẹ Mi. Rồi cái mẹ Mi ship qua America cho Mi, ok.